Sáng ngày 3 tháng 11, ông Vi Văn Mằng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể một phụ nữ bị cuốn trôi trên sông Nậm Mộ. Trước đó, chiều ngày 2 tháng 11, người phụ nữ sinh năm 1989, trú bản Bình Sơn 1, xã Tà Cạ, cùng con gái và một số người dân trong bản, lội qua phía tả ngạn sông Nậm Mộ để lấy củi. Khoảng 15 giờ cùng ngày, hai mẹ con chị mang củi quay về. Thời điểm này, thủy điện Nậm Mô xả nước để vận hành các tổ máy nên nước sông lên cao, chảy xiết. Người con gái may mắn bơi được vào bờ, còn người phụ nữ bị nước cuốn trôi. Nhận tin báo, các lực lượng của huyện Kỳ Sơn và xã Tà Cạ đã nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm. Đến khoảng 8 giờ sáng ngày 3 tháng 11, thi thể người phụ nữ được tìm thấy ở đoạn sông qua bản Khe Tì, xã Hữu Kiệm. Ông Vi Văn Mằng cho biết thêm, vị trí người phụ nữ gặp nạn cách thủy điện Nậm Mô khoảng 3 km. Thank you.